Vâng, em Loan, ông thuộc Cú Kinh Môn Hải Dương xin kính chào toàn thể tất cả các quý khách hàng đã luôn đồng hành và theo dõi kênh YouTube của em Loan Kinh Môn Hải Dương. Và trong buổi sáng hôm nay em giới thiệu cho quý vị anh chị các bạn xem một mẫu xe 5 chỗ, đó chính là một mẫu xe thương hiệu Toyota Vios được sản xuất năm 2010. Chiếc xe này tên công ty xuất hóa đơn anh chị nhé. Trang bị khối động cơ 1.5 thì vô cùng hợp lý cho quý vị anh chị các bạn mua chiếc xe này về chạy dịch vụ hay đi gia đình. Một chiếc xe mang cái lớp sơn màu bạc nguyên bản nhá, hoàn toàn là về sẵn sử dụng thôi. Xe thì những cái chi tiết xuất sắc bên ngoài thì em đã cho làm và hoàn toàn em sẽ cam kết cho anh chị các bạn một điều rằng không có hiện tượng đâm xô, tai nạn, ngập nước. Đến xem xe trực tiếp và test xe thoải mái tại cửa hàng em là đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương, và số điện thoại liên hệ của em được sở hữu như tư vấn về cái mẫu xe này là 0976081699 anh chị nhá. Đấy, xe thì là một chiếc xe bản E xịn. Xe có chạy qua dịch vụ anh chị nhá, qua dịch vụ. Nhưng mà với những cái dòng xe dịch vụ thì không phải xe nào nó cũng xấu, cũng lát hay là cũng đâm xô, tai nạn hay là lỗi anh chị nhá. Với những chiếc xe này thì em sẽ lựa chọn rất là cẩn thận để mua về và dọn cho anh chị các bạn sở hữu cái dòng xe này. Giá vô cùng hợp lý luôn, 255 triệu đồng bao sơ vận chuyển trên toàn quốc. Anh chị này, la răng đúc, trang bị túi khí ABS đầy đủ nhá. Một chiếc xe e xịn, giá chỉ bằng một chiếc Kia Morning thôi. Tổng thành ngoại thất của chiếc xe này thì hoàn toàn nó không có đâm xô, tai nạn gì và không còn chi tiết xước sát anh chị nhá. Đã cho sơn và đánh bóng chiếc xe này rồi, mang biển số Quảng Ninh. Đấy, công ty xuất hóa đơn nên chỉ các bạn muốn sang tên rất là hợp lý thôi. Đấy, nội ngoại thất, ngoại thất của chiếc xe này đây. Sẽ đi một vòng ngoại thất, một vòng để cho anh chị các bạn cùng tham khảo. Về phần gầm bệ của chiếc xe này nhá. Đây, gầm bệ này anh chị nhìn này. Đấy, gầm bệ của chiếc xe đây, vô cùng là sạch đẹp luôn, không hề có hiện tượng là bị mối mọt hay bị chảy dầu nhớt gì ở mẫu xe này nhá. Đó, xe được trang bị vè chắn mưa này, cũng như là được dán lớp kính chống nhiệt. Đây, vè chắn mưa đây, dán lớp kính đây. Đó, xe này. Đấy, đóng mở cửa cũng khá là nhẹ thôi. Đi vào cái phần nội thất của cái chiếc xe Vios 2010 này đây chị này. Nội thất thì hoàn toàn là nội thất màu kem, được bọc lại hoàn toàn nội thất mới nhá. Và trần đây. Đấy, trần là trần bên trong một trần nỉ và được dán thêm một được bọc thêm một cái lớp bên ngoài để tránh bẩn nỉ nhá. Nội thất hoàn toàn là nội thất mới rồi, được bọc nội thất kem, màu kem. Đầu đài nguyên bản của xe. Đó, một chiếc xe 2010 trang bị túi khí đây nhá. Bản E xịn. Và xe thì không hề có khoan táp lô chị nhá, không khoan táp lô đâu ạ. Đó, 4 tổng lăng hạ kính đây. Lên xuống ổn định và bình thường hết anh chị nhá. Đó, keo chỉ chiếc xe này hoàn toàn là zin này. Đây. Đấy, keo chỉ chiếc xe đây. Một chiếc xe cam kết là không có đâm xô, tai nạn, ngập nước gì nên chị các bạn yên tâm đến cả cửa hàng để xem xe. Cũng như là nhờ anh em đã từng sở hữu, từng sử dụng xe rồi thì có thể biết về xe một chút để đến kiểm tra xe anh chị nhé. Giá 255 triệu đồng thôi. Đó, nội thất đây. Nội thất hoàn toàn nội thất mới. Đó, keo chỉ của xe. Mọi thắc mắc quý vị anh chị các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để lấy thông tin, hoặc là lấy hình ảnh chi tiết của mẫu xe này là 0976081699 anh chị nhé. Đấy, tổng thành nội thất ngoại thất của cái mẫu xe này thì hoàn toàn là sẵn sử dụng thôi. Về quý vị anh chị các bạn đổ thêm cái màn hình vào thì nó sẽ hoàn hảo hơn với cái chiếc xe này. Đó, nội thất của chiếc Toyota Vios thì nó vô cùng là rộng rãi, thoải mái chị nhá. Và nếu mà để ăn chắc mặc bền thì quý vị anh chị nên lên sở hữu cái dòng Toyota. Vì cái dòng này thì thực sự là nó rất ít khi hỏng vặt. Đấy, nó rất ít khi hỏng vặt, và có hỏng vặt thì đồ thay rất là nhiều luôn anh chị nhá. Đồ thay rất là nhiều luôn. Và cực rẻ. Đấy, khoang ngồi rất rộng rãi, nên là cái chiếc xe này được lựa chọn cho việc chạy dịch vụ taxi hoặc là đi gia đình rất là nhiều. Vì
người dân Việt Nam chúng ta là thiên về cái vấn đề là ăn chắc mặc bền mà. Đây về cái phần cột kèo nhá, không có hề có hiện tượng là đâm xô gì hết, cột kèo nguyên này. Đó anh chị nhìn này. Đấy, tất cả cột kèo nguyên hết nhá. Không hề có hiện tượng là đâm xô gì hết. Em sẽ cho anh chị các bạn kiểm tra luôn cái hệ thống phong máy nhá. Đây, với cái hệ thống phong máy của chiếc Vios này thì hoàn toàn là khá là khô ráo và sạch sẽ. Vì em đã cho dọn rồi, dọn nội thất cũng như phong máy rồi đây. Tất cả các chi tiết giằng cột và keo sơn sắt xi của chiếc xe này hoàn toàn là không hề có tượng đâm xô gì hết. Anh chị nhìn này, tất cả đều vào bên trong nhá. Đấy, hoàn toàn là nguyên bản hết. Đây, sắt xi như này không có hề có tượng gì cả. Nắp capo đây. Đó, cái chỉ lắp capo. Một chiếc xe bản E xịn sản xuất năm 2010 tên công ty xuất hóa đơn, giá chỉ có 255 triệu đồng. Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để sở hữu 0976 08169. Và rất cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và xem hết video clip của em. Hẹn gặp lại quý vị, anh chị và các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.